nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề cao vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tháng 10 năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai mô hình phiếu phản ánh về an ninh trật tự. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bằng những thao tác rất đơn giản, nhanh gọn, với chiếc điện thoại smartphone mà không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần quét mã QR là chị Huyền có thể điền các thông tin cần thiết khi phát hiện vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai tới toàn bộ cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn phường và các bà các chị cũng rất dễ dàng để tiếp cận và tham gia cung cấp cũng như là phản ánh cái tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đối với chị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên cũng vậy. Với sự tiện lợi, dễ dàng nên khi mô hình phiếu phản ánh về an ninh trật tự được triển khai đến các hội cơ sở, qua công tác tuyên truyền thì các hội viên hội phụ nữ đều rất đồng tình ủng hộ. Chúng ta chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại smartphone có kết nối 3G thì chúng ta quét mã QR là sẽ hiển thị thông tin mà chúng ta muốn điền. Điều đó rất là thuận lợi cho các hộ dân khi mà phản ánh cái tình hình thực tế trên địa phương mình. Từ tháng 10 năm 2021, mẫu phiếu phản ánh về an ninh trật tự của Hội Phụ nữ Công an tỉnh được xây dựng với ứng dụng biểu mẫu của Google Drive. Phiếu gồm các thông tin cần thu thập dưới dạng mã QR, đường link tích hợp vào trang Zalo Công an tỉnh, fanpage đoàn hội, các nhóm Zalo. Các thông tin kết quả phản ánh trong phiếu được ban điều hành lọc, tổng hợp, tham mưu và xử lý theo thẩm quyền. Người dân chỉ cần quét mã QR đã được cung cấp sẽ có thể cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự và sẽ được tiếp nhận, xử lý một cách nhanh chóng. Chính sự tiện ích cũng như ý nghĩa thiết thực nên mô hình ngày càng được nhân rộng, trong đó lực lượng chủ chốt là các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 10 năm 2023, mô hình đã cung cấp 63 phiếu thu thập thông qua xác minh các tin báo. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 2 vụ, 2 đối tượng, phát hiện khởi tố 1 vụ, 6 đối tượng về tội đánh bạc, 1 vụ, 2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp hòa giải và răn đe 5 trường hợp bạo lực gia đình. Cán bộ hội viên phụ nữ thành phố rất là phấn khởi bởi vì là các cái cách mà các chị triển khai nó rất là thuận tiện, rất là thuận lợi và dễ làm. Quan trọng hơn nữa là qua cái hoạt động này thì nâng cao hơn cái ý thức tự giác của người dân trong cái việc chấp hành pháp luật cũng như là chấp hành các quy định của địa phương. Dù là ngoài giờ hành chính hay trong giờ hành chính, người dân cũng có thể là phản ánh các cái thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự cho cơ quan chức năng và trực tiếp là lực lượng công an để chúng tôi có thể nắm xử lý kịp thời các cái thông tin để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mô hình hoạt động rất là hiệu quả, tạo một cái thế trận an ninh nhân dân rất là vững chắc và tạo thành cái thiên la địa võng, bất kỳ các cái vi phạm pháp luật nào ở địa bàn nơi cơ sở thì đều được phát hiện một cách kịp thời, đảm bảo tất cả các thông tin đều được giữ một cách bí mật tuyệt đối, thế và xử lý một cách hiệu quả. Để triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình này trong thời gian tới, tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh để triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.